Hey, chào tất cả anh em đến với shop phụ tùng Trần Đạt nha anh em nha. Thì cái dàn áo hôm qua mình có quay cho anh em đó ha. Dàn áo này rất là đẹp anh em. Bây giờ mình lại gỡ ra mình quay lại cho anh em coi nha. Đây, miếng mặt nạ này như mới vậy. Nói chung là dàn áo này là một trong những dàn áo mà rất là mới luôn anh em. Rất là mới ha. Thì những anh em nào mà thích chơi cái dòng quay 110 thái thì anh em có thể liên hệ mình để mua cái dàn áo này nha. Dàn áo này thì mình bán cho anh em giá là 5 triệu nha anh em nha. Dàn áo quay 110 5 triệu. Rồi nha anh em nha, thì dàn áo này đầy đủ đầu đèn, đuôi đèn, các cái chi tiết như trong hình nhựa đen này kia luôn nha anh em nha. Đầy đủ bợ cổ, đầu đèn này. Đây thì mình sẽ quay chi tiết cho anh em này. Này, đầu đèn rất là đẹp luôn nha. Đầu đèn rất là đẹp. Đó, nói chung là chưa có sứt mẻ, chưa có gì hết á. Này, rất là ok luôn nha, ngàm dưới còn nguyên zin luôn này. Đó, nha anh em nha, anh em lưu ý giúp mình nha, chứ không phải là tào lao với đao nha anh em nha. Đó rất là đẹp nè. Dàn này sơn zin nha anh em nha, không phải sơn lại nha, sơn zin là nó khủng lắm anh em. Mình sẽ bật glass lên cho anh em phân biệt được sơn zin và sơn lại nó như thế nào nha. Đây. Này, đấy anh em thấy chưa? Sơn zin là cái nước kim tuyến nó rất là mịn này. Đó, anh em thấy không? Kim tuyến rất là mịn nha, còn sơn lại không bao giờ được như vậy hết nha. Đó và nó bóng mịn lắm, nó đẹp. Đẹp tuyệt vời luôn nha. Này, cái dàn áo này do là dán keo anh em cho nên là nó mới được mới như vậy nha anh em nha, chứ mà gỡ ra là không bao giờ mà cái dàn áo mà xài trần mà không mới như vậy đâu. Cái mỏ gì nó chưa có chảy luôn. Đó để anh em thấy được cái dàn áo này cái độ mới của nó như thế nào. Dàn áo này mình bán giá 5 triệu cho anh em nha. Dàn tem là cực kỳ khủng khiếp luôn. Dàn tem zin nha anh em nha, chứ không phải tem sơn lại nhưng dán lại hết nha. Tem zin. Tem zin đã được xe áo này thì nó phủ keo rồi anh em, phủ keo sẵn rồi cho nên là chúng ta về chúng ta sử dụng thôi nha, cho những anh em nào kỹ tính ha. Rồi, thì dàn áo này mình bán cho anh em giá 5 triệu đồng nha. Những anh em mà có nhu cầu anh em liên hệ mình. Những cái chi tiết này kia là đều là quay thái 110 hết. Đây, ví dụ như cái này này, quay 210 được 99 này. KMLF này. Đấy nha anh em nha. Đó, hay những miếng mặt nạ này kia đều là 110 hết nha. Này, 110 hết. Thì cái dàn này thì hôm qua mình đã quay cái chất lượng cho anh em rồi. Những anh em nào đã coi clip đó thì anh em biết rồi ha. Thì dàn áo mình bán giá 5 triệu cho anh em. Nếu anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ mình. Cái này hôm bữa mình bán giá 6 triệu anh em nha. Có khách mua rồi nhưng mà người ta dùng cái lý do đấy để người ta trả hàng thì mình cái tiền cọc mà người ta đã cọc cho mình thì mình bớt hẳn vào dàn áo này cho anh em luôn nha. Dàn áo 5 triệu, những anh em nào có nhu cầu thì anh em phải liên hệ mình. Nói chung là mất rất là mới luôn. Cán bự là cực kỳ đẹp nha. Đó. Bự rất là đẹp này. Cán bự rất là đẹp nha. Đó. Tem này kia là khủng khiếp luôn nha. Này. Đó, cái ngàm nghiếc này kia là cực kỳ đẹp. Đấy. Thì chung là dàn áo này thì dành cho những anh em mà thích VIP nha. Này, như cái đuôi cá này nó không có một vết xước luôn. Dàn này đúng sơn zin nha anh em nha, chứ không phải sơn lại nha. Sơn lại nó không bao giờ nó có được như vậy nha. Này, đuôi dè nó này, mới cực kỳ luôn. Tem này, dàn tem nó này. Rồi thì anh em nào có nhu cầu anh em liên hệ mình mua dàn áo này nha. Giá 5 triệu đồng nha anh em nha. Quay 110 thái rồi 99 nha. Màu xanh ngọc cực kỳ hiếm. Màu này nó hiếm hơn cái màu xanh nhớt nhiều nha anh em nha. Màu xanh nhớt không hiếm màu này đâu. Màu này nó hiếm hơn. Đấy, thì những anh em nào có nhu cầu anh em hãy liên hệ mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha.